Hi, hello, xin chào cả nhà. Thì tối nay người Campuchia, người Campuchia luôn nha, chứ không phải người Việt đâu. Đãi ba Michael ăn tối với những cái món nè, cả nhà thấy không? Chân gà, lương rang me. Cái này là món gì không biết nè. Bao tử nhồi nhão. Cả nhà thấy không? Không khí quay cho cả nhà xem. Tuy là bất đồng ngôn ngữ nhưng mà các em này nó rất là vui. Hả? Ồ, đúng rồi, đi luôn. Đi gan phơ. Get split. Ăn nữa đây.
Thấy nó một số rồi. Được kia.
về cái phong tục của người Campuchia, và họ thường sử dụng là ghế nhiều hơn, hoặc là thời xưa họ dùng tay, cần để dùng là tất nhiên là tay của họ có một đũa, hoặc là một cái món cái thiệu. Đây là những đòn nhà những đòn chứ mình cũng ở bên Việt Nam nhậu kéo những lo nữa ra nữa năm lần nữa là ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.